Người lôi nói chuyện đi lôi. Nói chuyện mọi người đi. Ngài à? Hả? Ngài à? Ừ. Ui. Thì đã mang, đây cả là ông lôi. Phải là chào các bạn. Chào các bạn. Mình là ông lôi. Mình là ông lôi. Ông lôi. Ông lôi. Ông lôi xin chào các bạn. Ông lôi xin chào các bạn. Lôi. Nước ngọt chuẩn bị đâu? Nước ngọt chuẩn bị đâu lôi? À đây rồi. Lôi nào bé bé? Nào nữa? Nào nữa? Lôi mới cắt tóc. Giờ đi đâu Lôi? Dạ. Giờ đi đâu? Giờ mình đi đâu? Về on được. Đi luôn à. Đó là cái đàn. Đi luôn à. Về luôn đàn á? Dạ. Chuẩn bị đi luôn đa các bạn. Đây hành lý xong đây rồi. Đấy. Về rồi đấy. Dạ. Đừng quên. Đổi hộp luôn lắm em. Đổi hộp luôn. Đổi hộp em. Pasta đâu nè, pasta. Pasta đâu là. Vamos cá. Lê vào mẹ tè kì. Ê, đồ nhiều ấy. Bé ra đu. Hả? Ê, bé ra đu đê xa. À. Mẹ tè kì. Ê à. À kì. À bom. Ê, tèo tao nè, tèo. Tèo ơi. Tòa pasta tao nè. Tà kì tu đu. Ande về, abri. Abri về. Khui cái túi đồ của lôi cái. À ande. À ande. Dép đeo ấy. À ande, tí ra, tí ra. Bắt được ông cháu mà em bộ dép màu hồng này. Ê, xin đi lè này. Ê, xin vào Luanda. Đây dẹp của lôi đưa đi Luanda đây các bạn, dẹp màu hồng, màu hương. Ui giời. Về. Ê. Xin đây là màu hồng. Ê. Ê xin cô để menina. Ê. Anh em mình chuẩn bị đi Luanda các bạn ạ. Đấy, đồ đấy. Đấy. Mấy thầy trò chuẩn bị lên thủ đô thỉnh kinh.
Gọi cho anh Linh xem về đến đâu rồi Năm. À. Lôi nghe là đi luôn đã là háo hức lắm. Đưa một túi đồ to tướng luôn. Lôi chuẩn bị lên Luanda các bạn ạ. Về đến đầu tiên tu đủ về kề. Sopa. Sopa. Nào nào phải xuống mà xem. Sẽ phải cái gì? Có bố Lôi cũng đi cùng nhá. Bố Lôi đi cùng nha các bạn. Đã. Besado. Chúng ta phải là cái. Phải là. Có mấy anh em đi các bạn ạ? Có mấy anh em đi không? Hôm qua cho đi cắt tóc. Đấy, tóc. Lôi đi xả vé xì. Đi xả vé xì đi dành. Đấy, lôi đi cắt. Úi giời. Bonito ấy. Mấy anh em mình chuẩn bị đi luôn đã. Bên này đang là 11:30 các bạn ạ. Bên này đang là 11:30. Này cho bố con Lôi anh em đi Luanda chơi. Lôi vai on đi, vai on đi hả? Chắc chủ nhật sơn nghe là được. Lôi đây, lôi đây. Về về muốn tôi lấy tí. Mùn thì cứ nóng trong người nó mặc mùn mà. Người mình nhiệt. Người mình nhiệt lắm. Nóng tính nên mụn hay mọc.
Unitel. O cliente que pretende contactar não se encontra disponível no momento. 12 giờ đi Huyền Trang. Sáng giờ đang sắp xếp công việc. Em mình ăn cơm rồi, chuẩn bị lên đường.